dạ vâng vừa rồi là phần thông tin nước ngoài của đài truyền hình SBTN sau đây thì đang sẽ được trở lại buổi nói chuyện với ký giả Nguyễn Văn Khanh Dạ xin chào anh Khanh ạ à. dạ vâng và từ Orange County một lần nữa tôi là Nguyễn Văn Khanh xin gửi lời chào đến anh Tường Thắng và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN dạ vâng dạ tôi vâng. có một câu chuyện phải thưa với anh Tường Thắng dạ tối hôm qua tôi ghé nhà một người bạn ăn cơm à và người bạn của tôi bảo rằng là, là anh có biết cái mâm cơm nó phải như thế nào để mới được gọi là mâm cơm này? à gì? mâm cơm của người bắc khác mà người nam ừ. dạ, khác vâng. hả vâng, OK đó thì anh bạn của tôi là người miền nam, dạ. anh nói là mâm cơm của người miền nam nó phải có ba cái yếu tố, nó phải có một món canh, một món xào và một món mặn. đây là cái mâm cơm của người miền nam. À, đó. À, à tức là có món mặn là món kho, nó phải có một tô canh chua. anh thấy anh thấy có những cái dạ, dạ, thấy. Vâng đó. Uh canh chua mà anh bạn tôi nấu thì là anh phải cho thêm trái khóm vô rồi và yeah. và cái món xào đó à. và anh bảo là đặc biệt nhất là khi mà chúng ta làm cái món mặn ở trong người miền Nam chúng ta làm cái món mặn như vậy thì bắt buộc là phải có một cái đồ chua đi kèm à. tại ra anh nói là nó có nó có đĩa đồ chua à. À, có thể là dưa chua hoặc là rau giá gì chẳng hạn yeah. là như yeah. vậy anh bảo như vậy thì mới là đúng là cái mâm cơm của người miền Nam. Dạ. Yeah. Đó. Tôi bảo trước là mâm cơm người miền Nam, người miền Bắc giống nhau. Anh bảo không có đâu. Bởi vì là người miền Bắc ăn nó dễ dãi hơn. Ở ừ, vậy đó. Dạ vâng. Người miền Bắc ăn nó dễ dãi hơn. Bởi lý do là bởi vì là khi mà trước năm 75 đó thì là anh thấy là ở ngoài Bắc họ kho, họ không không có được không có cái ăn. À. Đó, thành ra là họ ăn cái gì đó, họ cũng phải xếp hàng. Thí dụ như là xếp hàng, xếp hàng cả ngày hôm nay là đi mua được thịt heo thì ăn thịt heo à. ngày mai mua được thịt bò thì ăn thịt bò ngày mốt thì là nó có cá này là hoặc là cá chiên hoặc cá khô chứ không phải là giống như ở người miền nam yeah. à, và anh cũng bảo với tôi là, là cái món ăn của người huế thì nó cầu kỳ hơn à. tức là cái gì nó cũng chút 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 à. và anh nói anh bảo với chị anh rốt cuộc anh bảo tôi là người miền nam tôi lấy vợ huế mà bây giờ vợ tôi cũng quen rồi à. và tôi cũng không có làm món chút chút nữa À. bởi vì làm trong gia đình đông thì là làm món nào phải làm cho nó to ra đại khái sì, là vâng. như vậy. Yeah. Thế tôi mới hỏi chị rằng là trong những cái món của người miền Nam thì có món nào mà chị thích nhất? Thì uh. chị bảo với tôi rằng là có hai món của người miền Nam mà chị coi là cái hai món đó là tiêu biểu cho mâm cơm của người miền Nam. cổ điển đó. Vâng, cổ điển. Cái đầu tiên là canh khổ qua. Uh, à, wow. canh khổ qua. Và chị bảo là canh khổ qua. Chị nói rằng là, tại tôi mới hỏi là tại sao mà cái khổ qua lên để nguyên trái như vậy? Chị nói là đây là một cái rất là hay ở người miền Nam thì là canh khổ qua là họ phải để nguyên trái, rồi tại khi mà trước khi mà đưa ra rồi thì đưa ra mâm đó thì người nói là cái cô con dâu hay là bà vợ đó là mới cầm con dao cắt từng miếng một à, cho gia đình đó à. là cái thứ nhất và tôi bảo bây giờ chị nói là hai món thì bây giờ còn món nào nữa? Chị cái bảo là cái món thứ nhì là món cá kho chị nói là khi mà nói đến người miền Nam là phải nói đến cá kho tộ cá và cái cá kho tuyệt vời chị bảo là ăn thua là cái gia giảm để cho cái nước cá kho thôi yeah. đó, và chị nói là nước cá kho thì bao giờ cũng vậy khi mà anh kho cá là bên cạnh kho cá là bắt buộc là phải có một đĩa dưa chua à. À, hoặc là rau giá rồi là chấm với cá kho à. đó thành ra tôi thật là tôi nhìn thấy cái món này tôi thấy là hay quá Tôi biết là anh là người miền Nam và hôm nay là gặp anh rất là mừng để kể cho anh nghe. Như vậy là rõ ràng, tức là canh nơi mâm cơm của người miền Nam là phải có ba món. Phải có món canh, món xào và món mặn. Đó là cái điểm rất là đặc biệt mà cả hai miền, miền, miền Trung và miền Bắc không có. Nhưng mà anh nói như vậy đó thì Trần Thắng cũng kể anh nghe câu chuyện. Bà má vợ của Trần Thắng đó, bà than dữ lắm bà nói ngày nào á bà cũng phải nấu ba món cho ông á ông đúng mới vậy. chịu đúng vậy một món ổng không chịu đúng vậy phải đủ ba món, món đúng mà đủ ba món nấu ba món cực lắm đúng vậy đúng nó cầu kỳ quá chưa kể đến một chuyện nữa thưa anh là anh bạn tôi anh bảo vậy chứ là đến khi anh cũng nói cái chuyện là trong gia đình của anh á anh bảo là nhiều khi má của anh nó bận rộn chỉ có cái món cơm mà phải canh xào mặn đúng rồi rồi sau đó lên rồi ông chồng căn canh nhận. à là quên chén nước mắm ớt đúng, ấy... <laughs> đúng không đúng, <laughs> đúng không đúng. ok rồi đó, đó. đó. thì đúng. đó là cái câu chuyện uh, cuối tuần mà chúng tôi muốn xin được gửi đến quý vị khán thính giả của SBT. Nhưng mà người TN. Nam thì nước mắm hơi ngọt. <laughs> dạ vâng đúng rồi. Người Bắc uh, là phải nước mắm mặn. Dạ vâng. Thưa với anh lại nói như vậy uh, yeah. đang đang định là vô chương trình nhưng yeah. mà anh nói như vậy thì phải thưa anh một chuyện. Dạ. Yeah. Người miền Bắc uh, người miền Bắc là nước mắm mặn. Người miền Trung cũng nước mắm mặn nhưng Vậy dạ đó. vâng nhưng mà người miền nam nhà nào cũng có một cái keo nước mắm pha à, Dạ, dạ đúng, rồi. À, đúng rồi rất là hay phải pha và, pha trước và vâng mà tôi thấy là những tôi nhớ là lúc đó là đi xuống miền tây đó và bạn bè sư phạm của tôi về dạy ở miền tây xuống miền tây yeah. thấy có nhiều nhà họ còn có một cái là nước mắm ngọt đó tức là pha giấm à, ấy vâng. à, à, một yeah. cái là nước mắm gừng nữa anh, oh. uh. yeah. À. Yeah. Bởi anh vì lâu ngon. lâu là ăn thật gì? Dạ vâng. Dạ vâng. Vâng trở lại à, câu chuyện ngày hôm nay kính thưa giả thì tháng vừa rồi thì nước Hoa Kỳ vừa mới có tạo thêm ra 199.000 công an việc làm và tỷ lệ thất nghiệp xuống còn có 3.5%. Tuy nhiên phía bên tòa Bạch Ốc á, thì họ có đây tin mừng nhưng mà ngược lại một số người ủng hộ ông Biden hiện giờ chỉ còn có 37%. Dạ vâng. Trong khi số người không hài lòng với Biden lên tới 63%. Câu hỏi đặt ra tại sao tình hình kinh tế nó tốt như vậy mà lại ông Biden không được ủng hộ? Câu hỏi này rất nhiều người đã hỏi tôi. Yeah. Vâng, và tôi nghe được chừng, tôi cũng đã từng trả lời và cuối cùng sau rồi tôi để ý thấy là như thế này có được chừng một triệu cái lý do. Yeah. Nhưng mà đây là chỉ kể năm bảy cái lý do được coi là quan trọng nhất. Yeah. Cái việc đầu tiên đó là cơm áo gạo tiền, cái yeah. túi tiền nó ảnh hưởng rất nhiều đến đến cử tri. Yeah. Khi mà cử tri thấy ở ông nói là kinh tế tốt, rồi ông nói là thất nghiệp giảm rồi là số người đi làm việc tăng vân vân và vân vân. Ông nói là ai cũng có tiền, nhưng mà tôi có một đồng tôi phải chi tới hai đồng. Lý do là bởi vì cái vật giá nó leo thang. Yeah. Anh cũng nhìn thấy rõ ràng. Bây giờ anh về anh hỏi những người trong gia đình. Thì họ nói rằng là trước đây đó chỉ mua một trăm đồng là ăn cả tuần lễ. Bây giờ tới hai trăm đồng không được như một trăm đồng như ngày xưa. Yeah. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là bên cạnh cái vật giá leo thang đó thì là cái chuyện mà giá xăng là cái điều quan trọng nhất. Người ta nhìn thấy cái giá xăng là người ta nản. Dạ. Giá xăng chả hạn ở California bây giờ là 4 đồng 89, 4 đồng rưỡi, 4 đồng rưỡi gì đó, cho loại xăng thường. Còn nếu mà xăng super thì là lên tới 5 đồng mấy là, dạ, vâng. vâng thì như vậy là họ unhappy. Và dạ. tự nhiên là họ so sánh là hồi ông Biden lên thì mấy cái tình trạng như thế này. Trong khi đó là cái hồi ông Donald Trump thì khỏe re. Hồi sau thải. ông Donald Trump xăng... Sang trừ 38 đồng một đúng thùng vậy, cũng đúng có. Vậy. Nhưng mà họ không còn biết cái chuyện trừ 38 à. đồng. À. Họ chỉ biết là thời ông Donald Trump đổ sang con đồng 59. Đó, à. cái đó là đó là cái yếu tố thứ nhì. Và cái yếu tố thứ ba, cảm ơn anh đã nhắc đến cái chuyện ông Donald Trump. Những người ủng hộ ông Donald Trump thì nhất định là bằng mọi cách, bằng mọi giá là ông Biden làm cái gì cũng sai. Nhưng mà cái hôm mà à. cách đây hai hôm khi mà cái cuộc tranh luận ở giữa bốn người trong đảng Cộng Hòa đó vâng thì bà Nikki Haley bà có nói một điểm là tình trạng lãng phát này đó mà ở dưới thời ông Biden đó, là một cái hệ quả do chính ông Donald Trump đã tạo ra một cái ngân sách thâm thủng tới chín tỷ, tỷ Mỹ kim đúng vậy nhưng mà nhưng mà đó là mà không nhưng mà không ai thấy cái điều không, đó không không tôi tôi có thấy tôi cũng là à tôi có thấy tôi cũng là bởi vì tôi sống xếp với ông Donald Trump à. ông Donald Trump không làm gì sai cả trong 4 năm trời à. và tất cả những cái sai là phải ở ông Biden đó. Đảng Cộng hòa không làm gì sai cả dưới quyền lãnh đạo của ông Donald Trump và nếu mà có sai thì là ông Biden và Đảng Dân chủ. Thành ra đó tôi nghĩ đó là cái lý do rất là quan trọng thôi. <laughs> không phải sorry anh từng thắng nhưng mà đó là cái sự thật. Dạ vâng. Vâng, có nghĩa là người ta không có xem cái cuộc uh, Không 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 cần thiết, cuộc, uh... không cần thiết. Dạ, dạ người vâng. ta không xem cái đó lý do là tại sao là dạ. bởi vì chắc chắn là ông Donald Trump sẽ sẽ được chọn để trở thành người đại diện cho đảng ra tranh cử. Dạ. tổng thống vào năm 2024 dạ. và trong số những cái người mà tha nhìn mà anh nhìn thấy đó bốn người anh nhìn thấy đó dạ. toàn là bọn Rhino. à. à chưa kể đến chuyện là à, chẳng hạn như là bạn tôi bạn tôi còn bảo với chứ xem làm gì cái thằng Ron DeSantis thằng đó là thằng phản bội à, đó. À, đó. xong <laughs> OK vâng. Dạ, vâng vâng thì bây giờ đó hôm bữa ông ông Biden ông có nói rằng là nếu ông Trầm không ra tranh cử thì có thể ông cũng sẽ không ra tranh cử. Dạ vâng. Đúng. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là liệu anh, anh cứ nghĩ là ông không ra không? Hay là đây là bắn tiếng trước? À, tôi nghĩ nhiều người, tôi với lại nhiều người cũng bảo với tôi là có thể là ông bắn tiếng để mà ông không ra uh, tranh cử, để dạ. ông không ra tái ứng cử thì đúng dạ, hơn. Dạ vâng. thì như vậy là ông, ông sẽ nhường cái chỗ đó lại cho một người khác. Dạ. Đó nhiều người bảo với tôi là như vậy, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên mà ông Biden nói cái chuyện này, vâng, à. và cái lần thứ lần trước đây tôi chừng một vài tuần lễ thì cứ bảo ông nói với ông Newsom ông bảo là anh Newsom này ông là có nhiều triển vọng là sẽ ngồi cái ghế mà tôi đang tôi đang đi tìm, tức à. là ngồi cái ghế tổng thống, à. với lại nhiều người cũng bảo với tôi rằng là hiện tại bây giờ đó là riêng cái trường hợp của ông Biden đó, thì là người ta chê chích chê ông Biden nhiều chuyện. Yeah. như là tôi đã vừa mới thưa. Còn một cái chuyện nữa là họ ta bảo rằng là ông lớn tuổi rồi, yeah. ông đi đứng cũng uh, yếu yếu rồi, yeah. rồi anh nói một đôi khi cũng vấp váp rồi lầm cẩm rồi. Thật ra có lẽ là ông cũng nên rút lui ra khỏi chiến trường, coi như là tổng thống một nhiệm kỳ và không tranh cử nhiệm kỳ thứ nhiên. Dạ Vâng, nếu trong trường hợp ông quyết định rút lui thì anh nghĩ trong đảng dân chủ họ thì sẽ đề cử ai? Oh, trong đảng dân chủ tôi dự đoán hiện tôi nghĩ rằng là phải có tới được triệu khoảng một chục người nhưng mà hiện tại bây giờ này ít nhất là sẽ có ba người mà coi như là sáng ra nhất. À. Người đầu tiên chắc chắn sẽ là bà phó tổng thống Hoa Kỳ, bà yeah. bà Kamala Harris yeah. chắc chắn là bà sẽ ra tranh cử. Yeah. Chứ không có một lý do gì mà không cả. Bà ra tranh cử bởi một cái lý do rất là dễ hiểu. Tôi đã ngồi ở tại cạnh ngồi ở tòa bế ốc, tôi ngồi cạnh tổng thống đã Biden trong bao nhiêu năm trời. Yeah. Thì như vậy là tôi là người có kinh nghiệm, tôi biết chuyện gì xảy ra cho đất nước, tôi biết chuyện gì xảy ra cho thế giới. Yeah. Và như vậy là tôi là ứng cử viên số 1 rồi cái người thứ nhì là ai thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả người thứ nhì lại là, là ông thống đốc Song của Cali california yeah. ông bạn của anh Tường thắng của chúng tôi yeah. À. Yeah, và yeah, cái yeah. và <laughs> đó và uh, thì là ông Song tuần trước anh Tường thắng của nói là tuần trước là ông xuất hiện trong cái cuộc tranh luận truyền hình với Ron DeSantis dạ vâng với Ron DeSantis với yeah. là những người khác thành ra, <laughs> ra là tôi thấy là như vậy tức là ông bắn tiếng cho biết là tôi đã sẵn sàng yeah. để đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống yeah. và cái người thứ ba <laughs> đây là một nhân vật mà tôi nghĩ là ít người để ý đến nhưng mà riêng với cá nhân tôi vì tôi nghĩ rằng là đây là nhân vật mà chúng ta cần phải chú ý yeah. đến ngay trong giờ ngay giờ phút này đó là bà whitmer bà whitmer là thống đốc của tiểu bang michigan, michigan. Yeah. Vâng. nên nhớ rằng là bà là một nhân vật trẻ bà rất giỏi và bà nằm trong cái danh sách những người mà ông Biden sẽ chọn để đứng phó cho ông Biden vào yeah. năm 2020. Yeah. Tôi có một cái câu chuyện bên lề đây là tôi được nghe kể lại là ông Biden đã mời bà quyết mơ đến Delaware, bà đã bí mật đến, có bà, bà có đi máy bay tới, vâng đúng yeah. vậy, yeah. rồi là để ăn trưa ăn trưa rồi giới thiệu gia đình, yeah. đó đó là cái thủ tục thông thường và khi họ làm trước khi họ loan báo rằng là tôi xin được mời bà đứng chung ở liên danh nhưng mà khi mà ông Biden ngỏ ý thì bà nói rằng là tôi cảm ơn ông tôi không nghĩ là tôi là người có thể giúp ông đắc cử à. và bà bảo rằng là ông muốn đắc cử thì ông nên chọn Kamala Harris đó là cái lý do tại sao và như vậy thì tôi thấy là bà biết rằng là bà không nhận cái chức vụ đó mà để nhường cho người khác nhưng mà không phải vì như thế mà bà không nghĩ đến cái ghế tổng thống Yeah. và tôi tin rằng là, là bà sẽ là người một nhân vật uh, sáng giá từ bên tưởng thắng dạ vâng uh, tại sao trong cái cuộc tranh cử này chúng ta có ba ứng cử viên gốc ấn vâng Kamala Harris vâng Ramaswamy vâng và... Vivek dạ yeah, vâng. yeah, là, 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 là ông, ông yeah, Ramaswamy vâng. đó vâng. nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là tại sao phía bên vâng. có nhiều người gốc ấn ra tranh cử như vậy mà trong phe ta không có ai à hay cảm ơn Không, anh rồi bạn vâng bà, bà, đúng bà vậy người. Yeah. đúng vậy cảm ơn anh cảm ơn anh đã đã đặt cái câu hỏi này nên nhớ rằng là trong cái thời gian từ thời ông George W Bush là người ta nhìn thấy là những người ấn người gốc ấn tham gia vào trong chính trường rất là nhiều hầu như là bây giờ là tòa bạch gốc là thời ông George W Bush rồi sau đó là thời Barack Obama rồi đến thời ông 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 Trump, ông Trump. và hiện nay là ba Biden. Biden rất nhiều cố vấn là người gốc Ấn. Ừ. Thì như là tôi nghĩ rằng là trước đây thì người ta bảo rằng là cộng đồng do thái là họ đào tạo ra những chuyên viên là những người là policy maker đó thì thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán giả nếu ở Washington thì bây giờ chúng ta biết là cộng đồng Ấn Độ khi nào tới phiên vâng. chúng ta anh ở anh tưởng tháng anh ở ngay với cộng đồng lớn như thế này thì anh có câu trả lời chứ sao anh lại bắt tôi phải trả lời <laughs> nhưng anh ở thủ đô vâng tôi ở thủ đô thì tôi chỉ biết thủ đô thì thường thường những người mà đang làm việc ở tòa bạch ốc không phải là những người ở thủ đô yeah. họ từ mọi nơi khác họ về yeah. vâng đó là cái địa, đó là một chuyện cái điểm thứ nhì quan trọng nhất nữa là tôi cũng phải xin thưa với anh ở đây là khi mà anh muốn tham gia vào trong chính trường nhất là trong những cái cuộc đua yeah. uh, tranh chức tổng thống thì anh phải chấp nhận hai điều. Cái điểm thứ nhất là anh phải bỏ tiền ủng hộ. À. Và cái điểm thứ nhì là anh phải cất công để anh đi vận động. Yeah. À. Không, không phải là anh chỉ nghĩ là cái chuyện anh bỏ được 500, 700 rồi là sau đó là anh uh, mơ ước là ông Tân Tổng thống hay bà Tân Tổng thống sẽ gọi điện thoại mời anh vào tòa vẽ. Câu trả lời là không. Yeah. Dạ, vâng. Dạ, vâng. Dạ, vâng. dạ vâng. Cảm ơn anh rất nhiều và cảm ơn uh, quý giả của SPTN và xin hẹn quý giả uh, của SPTN trong tuần tới. Uh, cũng giờ này trên đài truyền hình SPTN. Xin cảm ơn anh Khánh.